Được rồi, đây là tập thứ 2 của tựa game World War Z. Và vẫn là chú đầu trọc đây. Ở cái tập trước ấy thì bọn tôi cũng đã thoát được cái thành phố như kiểu địa ngục zombie vậy, nhờ cái việc lên tàu. Và bây giờ thì cũng đã gọi là thoát được rồi đấy. Nhưng mà như đã nói ở cái tập trước rồi thì khó khăn nó mới chỉ bắt đầu thôi. Thì bây giờ cái tàu thì nó lại không thể nào tiếp tục di chuyển được. Bởi vì cái cánh cổng ấy thì nó vẫn đang bị đóng. Đội hình của chúng ta đây vẫn là 4 người quen thuộc thôi. Nhưng mà bây giờ mà tàu còn dừng như này, không biết tình hình như nào. Dừng như này là chết đấy. Được rồi, sau khi mà đã là nói chuyện qua thì chúng tôi sẽ phải tìm cách để thể mở cái cổng ra. Đấy, mở cánh cửa ra. Nên bây giờ phải đang tìm mấy cái hệ thống điều khiển cửa này mọi người. Ok, nhưng mà ở đây thì tôi đoán nó vẫn sẽ có do mệt, các bạn có thể nhìn này. Đấy, tiết canh gọi là ngập ngụa về cái chỗ này. Thử nghe mấy cái... À đây, ở đây có một cái chị gái này. Ôi, trông có vẻ không được thân thiện cho lắm. Cứ tưởng có thể đàm phán được nhưng mà không. Đàm phán với zombie là cái chuyện mà tưởng chừng. Bây giờ thì tôi sẽ phải để nó gọi là kích hoạt khóa hai cái địa điểm này các bạn này. Đấy, nhưng mà ở đây thì đây có một cái cánh cổng. Và bọn zombie nó không thể qua được, làm gì đây? Cắn cánh cổng à? Này nó cắn đến tết là chả xong. Nhưng mà mình vẫn phải mở cánh cổng này ra này. Đây, một cái này. Đấy, game nó bóp thế đấy. Từ từ, mọi người chuẩn bị tinh thần đi. Tôi mở xong cái cánh cổng này ra là zombie sẽ ô ập vào này. Nào, cổng mở rồi mọi người. Chuẩn bị ở tinh thần mà chiến đấu đi. Đấy, bọn zombie nãy giờ có lỡ gọi là trêu nó hơi nhiều rồi, chúng nó cay đấy. Này, đông thế. Thôi thì hình đông như này cứ tản ra nhá. Chiến thuật không có chiến thuật gì cả. À đây, có rồi này. Uầy, một khẩu ở M249. Nhưng mà nhắc đến M249 thì các bạn thường nghĩ nó là một khẩu mà cái số lượng đạn nó rất là ghê. Nhưng mà khẩu này tôi chỉ có đúng 100 viên thôi và không thể nào mà nạp được. Đấy, thế mới điên nhá. Mà tôi sẽ dùng nó trong những cái trường hợp kiểu mà có quá nhiều zom này. Đây. Đấy, này chỉ còn khoảng 19 viên và một quả nết thôi. Ủa, đây rồi. Ok. Bây giờ thì chúng ta lại phải đi tiếp tục tìm mấy cái hệ thống điều khiển mấy cánh cửa này này. Được rồi. À, đây là khẩu M16. Khẩu này thì không thể nào mà xấy được ấy. Nhưng bây giờ thì cũng không còn lựa chọn đâu. Bởi vì súng một kill của tôi thì cũng hết đạn rồi ấy. Phải tìm một cái địa điểm để thể nạp đạn được. Ok, khó khăn mới chỉ bắt đầu thôi. Đây. Bây giờ thì bọn Zoom sẽ tấn công vào đây. Và cái tàu thì cũng chuẩn bị đến cái điểm này này các bạn này. Ok. Là mọi người, bây giờ thì chuẩn bị đạn súng ống đạn dược hết đi. Tôi toán kiểu gì bọn này nó sẽ chuẩn bị ồ ập với một cái số lượng cực kỳ đông. Sau một khoảng thời gian mà im hơi lặng tiếng của đội zom rồi. Thực ra không im hơi lặng tiếng đâu. Trong suốt cái khoảng thời gian mà bọn tôi đi loay hoay ở đây thì hầu như chỗ nào cũng có. Nhưng mà bây giờ mới bắt đầu này. Đây, khó khăn bây giờ bắt đầu này mọi người. Chuẩn bị tinh thần đi. Không có không có chiến thuật gì cụ thể đâu. Chỉ là hai người bên này, hai người bên kia thôi. Bọn này nó có hai đường mà leo lên mà ra khoảng nhiều hơn ấy. Bây giờ ui, tiếc thế nhở. Bây giờ lẽ ra mà còn cái khẩu M249 mà nhiều đạn thì sấy đây nó xuống thực sự của các bạn nhìn này, trông nổi da gà thực sự. Thử tưởng tượng một cái viễn cảnh mà mình nhảy vào giữa cho ấy mà xong bọn zombie mình nó sâu xé thì thôi. Này mình cứ lên xong lại tỉa xuống này. Mặc dù khẩu M16 này không sấy gọi là auto được nhưng mà bắn cũng khá là đã đấy. Đây rồi, nét này. Giờ khoảng chục quả nết mà ném vào đây thôi, xem zoom nó nhảy này các bạn này, như bóng bóng luôn. Tiếp này mọi người, nhiệm vụ chúng ta là phải là phòng thủ này. Từ từ, cái chỗ này thì ok, sao mọi người không có chia cái số lượng ra nhỉ? Cứ đứng cái chụm vào nhau này hơi toang đấy. Ai từ, từ vẫn chưa xong đâu. À đâu, tàu thì cũng đã là đến được đây rồi nhưng mà cái cánh cổng ấy thì nó vẫn đóng à. Đây, chúng ta thì mới chỉ ở đây. Đây là cái nơi mà mình sẽ lắp đặt cái khẩu súng máy đây, nhưng mà chỉ ở được một khẩu thôi. Đây, đến đây rồi nhưng mà chỉ đi được một đoạn thôi, chỉ nhích được một đoạn thôi. Bây giờ lại phải tiếp tục loay hoay để có thể cho cái tàu nó có thể tiếp tục đi được. Và bọn zombie thì nó sẽ sớm đến đây thôi. Bọn tôi thì đã vào được một cái nơi mà một cái địa hình nó rất là hẹp. Và không chỉ vậy đâu, có một cái con zom khứa áo vàng ấy. Vãi thải mấy cái lại đây. Nó đánh rắm này. Cũng rất may là khi mà lấy được một khẩu súng nơi thể sấy được. Rồi, bây giờ thì phải tìm một cái chìa khóa này. Lút mấy cái xác của mấy thằng này. Nhưng mà không có này. Trong lúc mà nguy cấp như này, các bạn có thể nhìn những cái làn khói nữa, nó rất là mờ. Nhưng mà ở đây lâu chắc sẽ có chuyện không tốt xảy ra đâu. Sao nghe tiếng rong gầm gừ nhỉ? Đây đây đây. Chính xác là đây, chính xác ở đây. Chỗ này là cái khói xanh bắt đầu lan tỏa hết ra đây rồi. Nút đạn này.
Đâu rồi, vẫn phải đi tìm cái key đấy. Đây. Đây có một cái xác. À không, hai xác. Ủa thế thì biết ngay mà. Thế thì cái xác này chắc nó không có rồi, phải là cái xác này. Ok, vậy là tôi đã tìm được một cái chìa khóa rồi. Nào mọi người, quay lại cái chỗ kia đi. Rồi, bây giờ thì chuẩn bị lại đến một cái phần gọi là bảo vệ cái đoàn tàu này. Và phải bảo vệ cả gọi là bác tài cơ. Ôi, đây, 100 viên. Chỉ đúng 100 viên thôi, không có cái băng nào ở đây cả. Không có băng đạn ở đây cả. Đây. Rồi, bây giờ thì giờ lại chia ra thôi. Bọn này bắt đầu nó... Ua, khiếp chưa. Mà xây đã thật. Ồ, giờ quên chưa có lại ném hai quả nết. Thôi, cứu bác tài cái nào. Ồ, đã thế nhờ, ước gì có nhiều đạn hơn. Sang bên này. Ok, bên này xong rồi thì có được zoom thì có thể đột nhập từ phía luôn. Tiếp tục bảo vệ ở đoàn tàu. Giờ tàu hỏng là thôi đấy. Xác định luôn. Bọn tôi thì nói qua về cái hành trình bọn tôi ấy, thì bọn tôi sẽ cần phải lên con tàu này, xong đến gọi là khu quân sự nhá. Xong là lấy thuyền rồi lại phải tiếp tục rời khỏi cái chỗ đấy. Nên bây giờ thì phải cố gắng có một cái phương tiện để có thể đến được đến đấy đã, rồi lấy thuyền tính sau. Đông quá vậy. Trời ơi, bọn này không biết nghỉ à. Đây. Bắn không ngơi tay ra luôn. Tôi phải đi nạp đạn cái đã. Được. Cắn vào đây. Nãy giờ lút được mà quên nữa chưa dùng thế à. Ok. Bây giờ thì kiếm được một cái chỗ có thể vừa bắn vừa có thể nạp đạn được. Nhưng mà khi nó hơi bị hạn chế cái tầm nhìn của mình. Thì các bạn có thể nhìn. Ok, bắn đâu đây? Dưới này mà. Đây. Dùng gọi là chết như ngả dạ luôn. Từ lấy nết đã. Đây vẫn có khoảng 4 quả. Chỉ cần khoảng 2 quả cho một cái hành trang thôi. Ua. Ua. Đông thế. Mày mày. Ôi. Vẫn còn này. Chỉ còn khoảng ở đây. Mày quá vẫn keep được. Vẫn kịp cứu bác tài. Nhưng mà nào mẹ vào đây. Lại phải đi lấy đạn cả. Ui, lần này thì ui, nó rơi này. Rồi, cũng thì chúng ta đã thể bảo vệ được cái đoàn tàu này rồi. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ khởi hành thôi. Ok, cảm ơn mấy người nhá. Giờ tôi đi đây. Ok, thằng này nó tính bỏ bọn tôi lại các bạn ạ. Thằng này láo thật. Mày giỏi mày chạy đi. Three days later. Sau một hồi vật vã di chuyển thì chúng ta đã đến được cái khu quân sự rồi. Ok, vẫn là chú đầu trọc. Đấy, cứ tưởng đến đây rồi thì sẽ có thêm người để mà giúp sức, nhưng mà không. Cái khung cảnh ở đây ấy, thì nó còn gọi là hoang tàn hơn cả cái ở cái thành phố cũ của bọn tôi. Nhưng mà ở đây thì mong là chúng ta sẽ có nhiều cái súng ống đạn dược các bạn. Ô, bây giờ tưởng tượng mình bắn vào đây thì nó có cháy không nhỉ? Từ từ, mọi người ra đây đi. Mà nó không có bén vào người bây giờ. Ôi. Nhưng mà mấy cái này đặt mấy cái chỗ này thì được coi. Cái tàu thì nó cũng rất là xa ở chỗ này. Nên chắc là bọn tôi phải sớm. Ui. Đây có mấy cái thùng này. Thùng xăng, thùng dầu này mọi người. Bọn rồi nó phóng người ghê, kiểu lông thấy người hay sao nhỉ? Trông có phần nó hơi bị phấn khích quá rồi nhá. À, ra đây. À thôi hết zoom rồi. Cứ tưởng có cái để mà thể hiện nhưng mà không. Hết rồi. Đây. Bây giờ thì lại phải băng qua cái chỗ này các bạn ạ. Đây. Băng qua mấy cái ga tàu này. Không được nghỉ ngơi. Vừa xuống đây thì cũng phải lao vào đầu rồi. Đánh bọn zoom này. Y. Ôi. Ai ném bom đây? Không phải tôi nhá. Đây các bạn nhìn này. Hai quả nết gọi là còn nguyên nhá. Mặc dù tôi hay ném nết bóp giá đồng đội, nhưng mà trong trường hợp này tôi chưa ném quả nào đâu. Đấy, phải thanh minh ngay. Ôi, múa đẹp đấy. Chắc không còn sống, chắc còn diễn viên múa đấy.
Nào lên đường thôi, từ từ kính lại mờ rồi. Khoa, sau khi mà đã đưa medkit trong đội thì chúng ta sẽ đây, tôi thấy một cái gọi là mấy cái thùng đạn đây là chúng ta biết rồi, chuẩn bị một cái số lượng zom cực kỳ đông. Đã nói rồi mà, con số zom ở trong cái tựa game nó nhiều kinh khủng luôn. Mà mắc biết có một cái con số chính xác là có bao nhiêu con zom ở trong con game này không nhỉ? Biết thế lúc nãy thì tôi thử hỏi cái chat GPT xem. Ôi, chưa gì đã thế con zom mà xì hơi ra này rồi. Ok, chuẩn bị đi mọi người. Bọn zom thì nó sẽ sớm đến đây thôi. Đây rồi, trên Sawman đây rồi. Nhưng mà cái này tầm hơi ngắn nhá. Cầm cái này thì không thể nào di chuyển thoải. Thôi sao, các bạn thấy gì chưa? Nào mọi người chuẩn bị đi. Nó có ngăn cách một cái hàng rào, nhưng mà đối với bọn zom thì nó chả vấn đề gì đâu. Sấy đi. Đợt này kể cả sấy mù mắt đi chăng nữa thì trúng thôi. Đây, đây một cái anh gọi là anh lính mà đã hẹo rồi. Ồ, ui, ngon này. Từ từ, khẩu này có vẻ mạnh này. Từ từ. Ui, ui, ui. Nhưng mà cái số lượng đạn nó hơi ít nha. Súng cũng khỏe, thường ấy hay ít đạn mà. Ok, còn không đợi. Thôi thôi thôi, cứ như kiền thế này còn cái, còn nhiều lắm. Không bao giờ lo hết zom mà bắn đâu. Lấy cái cưa xuống đây cái đã. Tôi chuẩn bị xuống đây lấy đạn đi. Nên là chắc lấy. Đây rồi. Ok. Đây, đứng hẳn xuống đây luôn. Bắn xong bọn này đã rồi làm gì thì làm. Đứng cạnh cái hòm đạn như này hết cái là lút ngay. Đây một cái bộ giáp mà trông rất là xịn sò. Mình có thể lấy cái bộ giáp này thì còn sợ bọn zom thì không nhờ. Ok, tôi thử xem. Ok, không lấy được. Thôi, tiếp nào chúng ta đã rất gần đến cái con thuyền này rồi. Mày lút thêm cái quả nết này. Ném ra. Zom nảy tưng tưng luôn. Ok, đi nào mọi người. Bây giờ thì sẽ phải cho mấy con thuyền này nó lại gần nhé. Và tất nhiên nó sẽ có một khoảng thời gian. Và trong cái khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ phải phòng thủ tiếp tục. Đấy. Đây, chính là cái nơi mà chúng ta sẽ phải phòng thủ đây. Chứ để bọn này mà nó lên đến con thuyền đấy thì thôi, chắc là chìm luôn á. Thử tưởng tượng xem cái số lượng zom như thế này mà nó lên thuyền thì như nào. Nhanh lên, bọn này đang kiệu nhau lên này. Con thuyền thì nó mất một khoảng thời gian để nó có thể quay lại bờ. Và trong khoảng thời gian này mà không phòng thủ được thôi, xác định ngay. Ủa, nhanh lên. Nhưng mà sắp hết đạn rồi. Ok, bây giờ thì có nên đâu ra chỗ kia và lấy đạn không nhỉ? Từ từ, tôi nghĩ mình phải thử thôi, phải liều thôi. Không ra đấy lẽ. Khơi. Ấy rồi. Ôi thật. Nào. Nhanh 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 mọi người ơi. Đấy rồi. Thôi xong. Rồi, cuối cùng là chúng ta đã thể. Ok, nhanh lên. Zoom xuống với chơi với cá ngay. Uầy, vậy chúng tôi đã rời đi. Liệu hành trình của chúng tôi đã thực sự kết thúc hay chưa? Khó khăn đã hết hay chưa thì chúng ta sẽ phải đợi tập sau nha.